Ở trên này nhiều ấy quá nhỉ, nhiều cây quá. Ê, được một con đấy nè mọi người. Ôi. Ý, mày con này kéo to nhất luôn đấy. 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 Chào tất cả mọi người nha, một ngày mới, chúc mọi người một ngày mới thật vui vẻ. Đấy, mọi người có thấy hôm nay mình đi hồ trời đẹp chưa này? Đương nhiên ở trên trời nó tối này mọi người. Đó. Có khu tối có khu sáng như kiểu trời sắp mưa ấy. Đấy, hôm nay mình đi theo ông chú của mình sẽ đi đuổi cá nha mọi người. Hôm nay mình sẽ thả lưới to hơn mấy cái clip ở trước ấy. Đấy, mọi người cùng theo dõi video nhé. À, ông chú của mình đang thả lưới này mọi người. Đang mắc rồi. Gió hơi to nên là thả rất là khó nha mọi người nha. À, các bác ở trong nghề thì các bác sẽ hiểu. Thả lưới nó gặp gió thì nó sẽ như thế nào nhá. Đấy mọi người xem trên kìa. Có một lỗ hồng rất là đẹp kìa. Kiểu đó. Mọi người thấy không? Ở bên này như kiểu trời sắp mưa ấy, tối xì đây này. Còn bên này trời nó lại sáng này, rất là đẹp luôn. Đó mọi người thấy không? Đó, chú mình đang vây nhá. Lưới nó được thả từ tích trên kia kìa. Qua đây lát mình sẽ lại vòng qua bên này. Đó, mình vòng theo như kiểu một hình tròn ấy. Để lát mình đuổi nó sẽ dễ hơn. Lưới hôm nay là lưới cá bao nhiêu nhỉ chú nhỉ? 9 phân. Lưới 9 phân chỉ kiểu dân trong nghề thì mới hiểu. Lát mọi người cùng theo dõi chờ thành quả mình nhá. Trời hôm nay hơi tối nha mọi người. Mọi người quay mình quay cho mọi người xem nó hơi tối, cảnh không được đẹp ấy, mọi người thông cảm cho mình nhá. Đó, cái phao nó ở tiếp bên kia cơ. Mình đã vòng qua đây. Và sắp hết lưới nha mọi người nhá. Ở cái khu kia kìa mọi người. Đó. Ở cái khu bên trời đen này, một bên trời sáng này. Đó, mọi người thấy không? Chỗ kia nó có cái tia kìa. Nghĩa tia nắng nó xiên xuống ấy, rất là đẹp luôn nha mọi người. Ở trong máy quay này chắc nó không được đẹp mấy, nhưng mà thật sự nhìn bên ngoài nó rất là đẹp luôn. Nó kiểu chói chói ngứa ngứa kiểu gì ấy. À, bây giờ hai chú cháu mình sẽ bắt đầu đuổi cá nha. Đó. Cú đuổi cá đập vào mặt nước nó sẽ gây ra tiếng động. Cá nó sẽ chạy vào, mình sẽ chạy vào lưới nha. Quả đập này. Nhìn đập này rất là mạnh luôn đấy mọi người. Nó sẽ gây ra tiếng ồn ở dưới mặt nước, nghe nó rất là to luôn. Wow, đạp rất là bon luôn. Mọi người có thấy chú mình siêu không? Vừa đạp vừa đánh này, đạp bằng chân luôn nhá. Đấy. Ở dưới mình thấy ở dưới xuôi ấy, họ hay dùng tay, nhưng mà ở trên miền núi này mình cũng có hồ nên là mình thuyền này thì mình dùng đạp bằng chân thôi. Đấy, nhìn rất là điêu nghệ luôn nhá. Đấy, mệt rồi đấy, bắt đầu mệt rồi đấy. Ở hồ này bây giờ có dưới hồ có gió rất là to nên là mọi người nghe thấy tiếng gió ồn ấy thì mọi người thông cảm cho mình nhá. Tại vì hôm nay thời tiết nó không được đẹp cho lắm. Mưa nó không ra mưa ấy, kiểu có gió. Ở trên miền núi giờ đang là mùa đông mà. Chú của mình đang thu lưới đấy mọi người. Con rồi. Ôi, được một con rồi. Đấy, được một con này mọi người. Đấy, chú cho mọi người xem. Cá này rất là to luôn nha. Toàn ở trên hồ này toàn được cá rô thôi mọi người. Wow. May nhỉ. Vừa đến được một con luôn. Đây nè,
mọi người xem nào. Đấy, to to phết này. Đấy, gần bằng bàn tay mình luôn đấy. Wow, kia được một con đấy kìa mọi người. Quá. Wow. Con này chắc to hơn đấy nhỉ. Đấy, mọi người xem này. Đấy, đây. Đấy, to đấy, bằng bàn tay của chú luôn kìa. Đấy. To to phết. Này từ ngày chú mình đánh được hả? Yến luôn đấy. Phát được yến đấy. Nhiều lắm. Đây toàn cá rô vậy chả, cá chép, cá trôi kia nó bắt khó. Vậy là được hai con rồi nha mọi người nhá. Đúng, cá to đó. Giờ mình sẽ đổ cá vào trong cái hồ lô này nha mọi người. Không tí nó chết mất. Đó. Để đây cho nó có nước nó mới sống được. Chú mình lại bắt đầu thả mẹ thứ hai này. Wow, nặng quá. Để xem cả buổi chiều hôm nay hai chú cháu mình sẽ đuổi được bao nhiêu cá nhé. Chú mình lại đuổi theo chiến thuật vòng tròn. Đấy. Đánh nhanh và rút gọn. Đang lại vòng kìa, cái phao bên kia kìa. Tí bên kia kìa. Bây giờ lại vòng, bên này lại vòng qua. Mình phục ông chú của mình quá mọi người. Vừa đạp vừa thả. Quá siêu luôn. Mình đạp còn khó, chú đây còn vừa đạp vừa thả nữa này. Dân chơi có khác. Đây, tiếng gió rất là ồn nên là lát mình quay quay cho mọi người xem gỡ cá thôi nha mọi người. Giờ tiếng gió rất là ồn luôn. Đây, gió rất là to luôn. Trời bên này mình thấy trời bây giờ nó lại đẹp ấy. Nên là mình lại quay cho mọi người xem bên bên trời này rất là đẹp luôn. Chú lại bắt đầu thu lưới này. Đấy, cùng chờ xem cá to, siêu to khổng lồ. Wow, hơi nắng đấy. Ui, trời bên này rất là đẹp này mọi người. Đấy, bị mắc cái tre mọi người. Đúng không? Chưa được con nào mọi người, mẹ thứ hai. Sắp trắng bảng rồi. Đây này, được một nửa bên này mọi người. Mẹ này sắp trắng bảng rồi. Chú cháu mình lại đuổi mẹ khác rồi. Mẹ lúc nãy ở trên kia nó không được cá. Giờ mình lại đổi địa điểm mới. Chuyển xem xuống dưới này sâu hơn, mình nghĩ chắc là sẽ có. Ở mùa đông này mọi người có thấy không? Cây cỏ kìa. Nhìn nó rất là chán đời luôn. Nó không được xanh ấy. Cây cỏ nó chết ấy, nên là không được đẹp. Đấy, hai cô chú kia đang thả rọ cho mọi người. Hai cô chú làm tôm ấy. Anh kia hình như cũng đi đuổi cá lắm ấy. Kìa. Chú mình đang thả mẻ thứ ba nè mọi người. Mình chỉ ở đây ngồi chơi xem chú đánh cá như nào. Trời lại sắp xuống núi. Wow, chói quá mọi người. Đấy, mẻ thứ ba nè mọi người. Mong là mẻ thứ ba này sẽ không trắng bảng như mẻ thứ hai. Mình thấy thả lưới và lại thu lưới ở cái góc này siêu hẹp như này nó thu rất là khó, nhưng nhìn chú mình làm rất là siêu luôn. Được một, gần được một nửa đấy. Chú làm đây được mấy năm rồi? 10 năm. 10 năm là
thợ cứng rồi đấy, dân chơi cứng rồi đấy. Dẻo hết rồi, chú dẻo hết rồi. Làm này buổi sáng chú ăn đi làm tôm chứ nhỉ? Ở dưới này sâu. Có cá là nó giật rất là mạnh luôn. Sắp tối lại chuẩn bị có gió rồi. Mùa đông người ta gọi là gì ta? Gió mùa đông bắc. Mình đánh này không được thì lát mình đánh đêm không biết có gì. Không biết đêm quay có nét không nhá. Đuổi ngày không được thì đuổi đêm. Chưa thấy cái con ma nào xuất hiện cả. Cá ơi, cá ơi, cá mau xuất hiện. Ấy, đấy, được một con đấy. Wow, đây này. Đấy, từ từ để cháu cho gần mọi anh xem này. Đấy, đè lên cả. Đấy, đây này. Rất là to, bự chả ba luôn. Đó. Hồi đánh được đuổi được chỉ toàn cá rô thôi. Cứ xuống hồ là cá rô phi đầu tiên nhất. Còn đến lúc mùa lũ hay là mùa mưa ấy, có chép trôi chê phi các kiểu luôn. Đây dọ đây. Đây này. Wow. Đó, mọi người thấy không? Mặt trời xuống núi là chuẩn bị sắp tối. Bắt đầu thu mẻ thứ ba nha mọi người nha. À đâu, thứ tư chứ nhỉ? Mẻ thứ tư mà không được thì hơi buồn đấy. Chắc là mình đi ám thôi. Mặt trời lặn rồi. Mặt trời xuống núi nữa rồi. Lại sắp tối rồi. Ôi, được một con này mọi người. Con này bình thường không to mấy. Đó, toàn cá rô thôi. Đây này. Nhìn khá là to đấy, bằng bàn tay của chú đấy. Thấy, thấy chưa? Đây nè. Hello, hello cá. Vậy là được 4 em rồi nha mọi người nha. Đây nè. Được 4 em rồi. Lại chờ đợi xem có được con ma nào nó không, được con cá nào nó không. Rồi sắp hết lưới mọi người. Cái phao kìa. Vậy là mấy nay mình được một con thôi nha, được một em. May, với con may nó chưa trắng bảng ấy. Mẹ đang thả mẻ thứ 5 nha anh em. Buồn quá. 4 mẻ, 4 con. Hôm nay đúng mình đi ám chú rồi. Hôm nay cháu đi ám hả? Mẹ này mong may mắn sẽ về đến với hai chú cháu mình. Chứ không vã lắm rồi, cả chiều được 4 con. Xung chưa? Đập bằng bằng đấy. Bắt đầu lại có gió rồi.
mẻ thứ năm này mà không được thì coi như hôm nay hai chú cháu mình lại không may nha mọi người. Thường thường chú hãy đi một mình chú được nhiều lắm, tại hôm nay mình đi ám rồi. Tại mình đi ám rồi. Có cá từ ngày ui bắt đầu lạnh lạnh rồi đấy. Trời miền núi giờ gió lại trở gió lại lạnh lạnh rồi đấy. Wow, lạnh quá. Gió lạnh thật đấy. Nếu mà mẹ này mà không được thì coi như hôm nay không có cá thật. Cá ơi, cá đi đâu hết rồi. 5 lần rồi đấy. Đánh đuổi 5 lần không được con nào. À đâu, được 4 con. Quên. Quên mất. Được 4 con. Ở trên này nhiều ấy quá nhỉ, nhiều cây quá. Ê, được 1 con đấy mọi người. Ôi. Mẹ con này kéo to nhất luôn đấy. 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 To nhất. Con này to nhất luôn đấy. To nhất rồi. Hơi khói. Hôm nay được 5 con là được rồi. Hôm nay ăn ít thôi, hôm khác ăn nhiều hơn. Hôm chắc mấy hôm trước thì chú ăn nhiều quá, hôm nay nó lại không cho nữa. Trước nó lấy đi rồi, lấy đi phần hôm nay. Trước chơi cả yến, cả yến. To chưa? Được 1 con rồi. Ở bên kia có một anh đang đuổi ấy mọi người. Đây, có một anh khán giả đang xem đây. Đấy. Kìa, anh đang đuổi bên kia kìa. Trời đang tối mọi người thông cảm nhá. Đây, mọi người xem này. Đó, to chưa? Cá trên hồ này là cũng khá là to rồi đấy. Ở chỗ này hay mắc quá mọi người. Chỗ này ở dưới kia có cây cỏ ấy. Ui lạnh thật đấy, mẹ gió to quá. Được một nửa nha mọi người, được một nửa lưới. Đây, đây được 1 con nữa rồi. Đấy, mọi người xem kìa. Đấy. To đấy. Ấy, con này to hơn này. Đây đây đây, xem nào. Ấy, con này này, to chưa? Con này to hơn đấy. Chú rơi cho mọi người xem nào. Ấy, to chưa? Ấy, con này mới gọi là to này. Wow. Được 6 em rồi. Dưới 9 phân mới được to thế này đấy. Ấy. Nó sướng, nó sướng, nó nhảy tăng tăng tăng. Sắp được con hồi. Tiếp tục thu lưới này mọi người. Ấy, ui, gặp cái cây này. Cây tre. Lưới này mà bảo bị dính cái cây gì hay là cái gì mắc vào hơi bị mệt luôn đấy, đau đầu luôn á. Chân vừa đạp, tay vừa thu lưới, quá siêu luôn. Chú đạp này không mỏi à? Quen. Quen không mỏi. Mình mà đạp cả buổi chiều này kéo về không nhấc nổi chân lên giường luôn đấy. Đây, ui ui, đuôi thuyền, bị mắc à? Chú lại bảo được 1 con đấy. Kiểu được cá cảm giác nó giật 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 đấy mọi người. Đó, đây này, con này bé hơn này. Đây. Đấy, chú gỡ đi. Nhìn đây. Con này cuốn hơi bị ký luôn. Con này có mà chạy một rồi. Được cá này thích nhỉ.
Mẹ gần 30 con. Khiếp. Được 30 con kéo đây. Gần rách hết lưới nữa. Sao hết lưới nha mọi người? Được gần gần cuối lưới được một con thì ngon. Mẹ này được 3 con nhỉ? 3 con. Rồi, hết lưới nha mọi người. Phao kìa. Còn đánh nữa không chú? Đánh một lần nữa xem. Đấy, hết lưới nha. Chú sẽ bắt đầu thả mẻ thứ 6 này. Con này là phải chơi lớn luôn. Wow, gió lạnh quá. Nãy mình quên không mang áo về, lạnh quá trời luôn. Đấy, mọi người xem. Mình thấy thả rất là khó. Mình mà thả được hết cái lưới này kéo một tiếng. Thả này chắc mỏi tay lắm ấy. Thả vòng như này có mà cá chạy đằng rời. Sợ không có cá đây. Ui, lạnh quá mọi người. Lạnh quá. Yeah. Bên kia nó mờ hết rồi. Trời nó tối à. Mẹ thứ 6. Mẹ thứ 6 sẽ mong là sẽ may mắn hơn. Chơi cả yến lên chứ nhỉ. Ui. Xem thế nào. Tại cháu bị ám thôi, không được nhiều ấy. Người nó. Rắn rắn. Đưa thuyền to quá nên là thả hơi khó mà. Thả khó, đập đuổi cũng khó. Từ đầu video đến giờ mình vẫn kết cái cách mà chú vừa đạp vừa thả đấy. Nhìn nó điều nghệ lắm. Được một con này. Bị mắc rồi. Kìa. Bên nhỏ đống cắt. Nhìn cái phao. Giỏi lắm hơn. Mẹ này chưa thấy được con nào mà. Thấy im im vậy. Mẹ này mà không được thì mình về nhà. Về với bố mẹ nữa. Ui, lạnh lắm rồi. Mẹ này trắng bảng rồi. Xong hết lưới rồi. Lưới ngay đây rồi. Vậy là ý định chơi lớn cả yến của hai chú cháu mình đã thất bại nha mọi người nha. Không thành công rồi. Vậy là không thành công thôi. Đúng trắng bảng thật. Ui, chán quá. Rồi mọi người thấy video hay thì hãy nhấn like, đăng ký kênh của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết clip này của mình. Chúc mọi người một ngày vui vẻ nha. Rồi hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nha. Bye bye.